lòng còn chính chắn hơn ngày. Người trai trắng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi trên 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 đường. Trên đường phố dịu hương tóc thề vai sát kề, đời như giấc mơ. La 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 tự cắt may lấy. Ừ, vậy thì nhà may luôn đi. Thôi, cho em nó thẻo, nhưng mà nhớ đứng xa xa mới chì ra. Hi. Dạ. À, nhưng vẫn phải may cho xong hai cái đầm đi ba đó nha. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện lấy thợ của xưởng. Má, xưởng này cũng là xưởng của con mà, chẳng lẽ con không được lấy thợ? Cô nói cái gì? Đừng có tưởng đi ra ngoài lấy ba cái danh hiệu rồi về đây lên mặt với tôi. Núi cao á, còn có núi cao hơn. Liệu hồn. Má. Con Loan đi với nó đi. Con Huệ ở lại lo hai cái áo dài của bà Thái. Chiều bà lấy đó. À lê. Dài vai 31. Trời ơi, đúng là con gái gụ nhà thanh nữ mà. Đệ nhất thanh lịch 3 năm rồi mà chưa ai giật nổi danh hiệu nổi tiếng này. Ủa, chị cũng theo dõi thời trang hả chị? Ở dưới Tây Đô, người ta có theo mốt không chị? Xịt mấy. Bởi vì nữ hoàng gạo như tôi á mới phải lên nhà may thanh nữ chạy theo mốt theo thời nè. Cổ 30. Ừ, cho gọng gọng tí đi. Tôi nghe nói á, dạo này á, thanh nữ nhiều mốt lắm á. Có cả đồ tây nữa phải không chị? Hôm nào chị may cho tôi một bộ nha. Cái đó là con Như Ý nó đua đòi. Chứ cái nhà này bao nhiêu đời chị biết rồi đó. Trung thành với cái áo dài là cái phước cái phận rồi chị ơi. Eo trên 91, eo dưới 96. Hồi xưa có 56 hà. Hồi xưa của chị chắc lâu lắm rồi, phải không chị? Do ăn gạo riết đó chị ơi. À, mà tôi nói thiệt chị nghe nha. Hiếm có cái nhà mai nào á mà mấy đời truyền lại mà vẫn nức tiếc. Tôi hỏi nhỏ chị nha. Có phải nhờ Duyên Ngọc không? Tôi có đọc báo rồi đó nghe. Mời chị uống trà. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, xa tóc hoa nhưng ta áo im bay. Cô xa thanh thản đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La 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 la. Đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Mỗi lần mà đem mở concert là y như rằng cả Sài Gòn này đều náo loạn. Bọn hẳn đến xem mặc mọa xem như ý cho cả Sài Gòn mặc cái chi nè.
nhỏ từ Paris về Givenchy lắm á. Cái con nhỏ nớ đeo cái nơ đo đo. Lại tính cho Madame thành Audrey Hepburn hả? Xưa rồi Diễm, bây giờ là thời của Queen of London. La personne suivante, Mademoiselle Nui. Madame có một bờ vai rất mạnh, áo liền quần theo kiểu palazzo giống như chiếc quần của thủy thủ Coco Chanel năm 20. Mình sẽ dùng lụa rủ để cho mềm dán, không đi cổ và vai theo kiểu sơ mi truyền thống mà đi cổ ante để khoe vai và lưng. Đầm mi lê, đường nhánh bao kiểu, đường cúp B, ly nổi, áo bếp lưng, váy chữ A, khăn trùm bi ba, thanh nhã lịch duyệt. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Thanh Mai. Chị Mạnh Lê Phương, chị vẫn đẹp như ngày nào. Kính thưa quý bà và quý ông, chúng ta hãy cùng nghênh đón những tuyệt phẩm tân nhạc danh bất hư truyền qua tiếng hát diễm tình của Madame Kiều Bảo Hân. Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đầy tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo kiếm. Áo dài, đau quá áo dài. Chị đừng có buồn nữa mà. Khóc đã chưa? Vẫn chưa biết mình sai ở đâu à? Chưa học bò mà đã lo học chạy. Con gái nhà Mai Thanh Nữ, trước tiên thì phải giỏi áo dài chứ. Cái đó là điều ba muốn chứ phải con muốn. Má nói là để con biết điểm yếu của mình ở đâu mà khắc phục. Ráng mà lo học cho được cái áo dài đi, rồi muốn thay lo âu phục gì đó thì tùy. Con nói với má 100 lần rồi, con không muốn học áo dài, con không muốn học mà. Thanh Loan, giúp má dọn dẹp nha. Dạ. Khuya rồi, đi ngủ sớm đi. Sài Gòn. Chị không cần áo dài cũng có thể làm truyền nhân của chàng Thanh Nữ được.
già mới tháng trước mà tháng này lớn bộn ta. Má, má thấy con vẽ đẹp không? Cô lại muốn cái gì nữa đây? Thưa má, từ bây giờ con sẽ học may áo dài. Má muốn con may áo dài mà biết, con biết làm chứ bộ. Luôn giải, luôn giặt mông. Luôn giải, luôn giặt mông. Gần cả năm trời rồi, học trả hết cho thầy. Ngọc không dũa, không là ngọc quý. Học phải đi đôi với hành. Ây da. Học lại từ đầu. Má, con biết may áo dài rồi. Má cho con mở xưởng riêng làm áo phục nha má. May được đi rồi tính. Phụng ơi, con có thấy khúc vải màu ngà của cô đâu không con? Dạ, hôm bữa con có thấy. Cái sách vải mà có cái bông nhuyễn nhuyễn đúng không má? Đúng rồi. Con lấy may đầm rồi. Chứ cái đó may áo dài uổng thấy mồ. Con nói cái gì? Hả? Sắp đó của bà trưởng nha mà. Trời đất ơi, bà rất khó giữ thần luôn đó. Cái chuyện này xảy ra bao nhiêu lần trong cái xưởng này rồi hả Như Ý? Riết rồi con không coi má ra cái gì hết vậy? Phải. Dạ thưa má, hôm chủ nhật con có đi lấy giải nhà Bảo Châu. Thấy bà trưởng nhà cũng đi mua giải. Nhà họ còn cả trăm thước y chang vậy. Chắc là họ nó nhập một khúc. Mày có cái quyền gì mà nó leo trong nhà này? Như Ý, xin lỗi Thanh Loan ngay. Con là con của má, là truyền nhân của cái nhà này á, mà má bắt con đi xin lỗi một cái con lụm ngoài đường về nuôi hả? Cô nói cái gì? Hả? Truyền nhân hả? Truyền nhân mà cô không may nổi một cái áo dài. Áo dài cũ xì. Con kiểu mày hoài, mày mốt á, nó thành đồ cổ cho mắt coi. Im ngay. Cái nhà này chín đời may áo dài, nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Không lo học may mà bị đặt đi ra ngoài thi thố với người ta. Rốt cuộc giờ thua bởi một cái áo dài. Cô không thấy nhục hả? Thôi nha má, con sắp giải à, có gì đâu. Má mất thì má mua cái mới. Má làm gì? Một sắp giải không quan trọng hả? Hả? Vậy cái đống giấy lộn này hả? Má... nó cũng không quan trọng. Có gì hay hả? Truyền nhân hả? Má không thấy con cũng đang làm điều tốt nhất cho cái nhà mày Thanh nữ này. Thế giới người ta lên đến cung trăng rồi, má còn bắt con ở đây mày áo dài. Tại sao có phải là áo dài quan trọng nhất? Còn không mày áo dài nữa, không là truyền nhân nữa. Bình tĩnh đi má. Còn cho má biết nữa. Con ra ngoài chơi, má phải may cho xong cái áo của bà tỉnh trưởng. Má đi ra. Con ấy là gì? Tại sao con lại hư như vậy? Con biết làm như vậy là sai không? Hả? Hả? Trả lời cho má biết, tại sao con lại vẽ áo của má? Con thật là hư hỏng mà.
Má. Lấy cho má học phấn. Dạ. Con có biết không, đây là mảnh gấm còn sót lại từ đời bà tổ. Để có được nhà may thanh nữ như hôm nay, cả chính đời nhà ta phải cắt may áo dài theo những công đoạn này. Khó nhất là xếp tà, xếp sao cho khéo, cho hai tà phải úp. Chả ai muốn mặc một cái áo dài tà dạt cả. Chú ý chỗ chiếc bên, bên phải sớt ngay đúng eo thì nhịp chân mới dài được. Kế đến là các khâu viền cổ, viền tà, viền tay, đường viền phải nhuyễn, áo dài mới đẹp. Thợ cắt phải canh sao cho đúng thì tà mới úp mông, không bị giạt tà. Vải có hoa văn lại càng phải canh chỉ cho đối xứng, tà trước, tà sau. Luôn chỉ sao cho áo phải bám người. Tinh tế nhất của người thợ may nằm ở chỗ đó. Mỗi người, mỗi tạng, còn nhớ nha. Con sẽ chứng minh cho má thấy cô ba Sài Gòn này không dễ dàng thua cuộc như vậy đâu. Tưởng chết thiệt. Ủa? Má! Ủa?
Con. Xong chưa? Tự dưng lọt vô nhà người ta, chạy lên chạy xuống như một con điên vậy. Cô là ai? Who are you? Bà mới bị điên. Đây là nhà của tôi. Tự nhiên bà lội đâu ra vậy? Rồi má tôi đâu? Sặc hủ tiếu luôn mà mày cũng không hiểu hả? Ngày xưa đẹp ha, bây giờ đỡ nhiều rồi nè. Nhưng mà ngày hôm qua là vẫn là 569, ngày sau hôm nay này là 2017. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Không bao giờ có chuyện đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Bây giờ mày hỏi tao rồi, tao biết ở ai đây. Đây, rõ ràng là hai người. Nhưng thực ra chỉ là một người, nhưng cuối cùng vẫn là hai người. À, nhức đầu quá, chắc ta phải đi lấy thêm rượu thôi. Thank you.
Má đang làm gì vậy? Cái nhà này là cả cuộc đời của má mà sao ra nông nổi này? Má. Chị Ngọc tôi đâu? Bạn thấy chị Ngọc của tôi đâu không? Ai biết. Ta đâu phải thần giữ của đâu. Từ lúc má mất là nó đi theo má luôn rồi. Cô Khánh. Cô Khánh ơi. Ai kêu bà kìa? Ai kêu với nhà kìa? Trời ơi, đi đâu vậy cái cửa bên này má? Sao cô không nói cho con biết? Bà để người ta xiết nhà luôn. Chuyện đến nước này rồi, chỉ có mẹ con có thể giúp được cho cô thôi. Mẹ con là ai? Oh no, no. Mày không muốn biết điều đó đâu. Mẹ tôi là Thanh Loan, truyền nhân của Hiệu Mai Thanh Nữ nổi tiếng Sài Gòn xưa. Con Thanh Loan là cái con mà nó lấy cái rèm đắp lên người hả? Con mà lúc nào cũng một dạ hai thưa với tôi là cái con Thanh Loan đó đó hả? Tao biết thế nào mày cũng quấy gào lên. Ôi là la. Mà sao Như Ý xưng hô với mẹ tôi như vậy? Cậu phải gọi tôi bằng cô và xưng con đó. Thôi, bây giờ xưng hô như thế nào cũng được. Quan trọng bây giờ là hai người phải đi gặp mẹ con liền, nếu như hai người muốn giữ căn nhà này. Mày có đi thì mày đi một mình đi. Tao không gặp mặt con đó. Khỉ khô. Đi thì bà phải đi với tôi. Con khỉ khô. Mày đến đó đi rồi mày biết. Anh lên. Chuyện là vậy đó mẹ. Con biết rất là khó tin. Nhưng mà mẹ hay bảo con phải chăm sóc cho cô mà. Bây giờ cô thật sự đang cần mẹ giúp. Mặt mũi thì có vẻ giống, còn thái độ, thái độ đích thị là Như Ý ngày xưa. Nhưng mà ở đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy hả con? Mắc mệt hả? Tin hay không tùy, tôi không muốn nói nhiều. Nói tóm lại á, là căn nhà đã bị mất là có thiệt. Vậy thôi. Cô bình tĩnh đã. Quan trọng bây giờ phải giữ lại được căn nhà. Nè, căn nhà đó cũng là nơi cô mang bà tâm huyết cả đời của má. Mà tôi nghe đâu á, có người bây giờ đã là truyền nhân của nhà Mai Thanh Nữ rồi. Thì chắc mấy cái việc đó không có khó ha. Cô muốn tôi làm gì? Giữ lại căn nhà chứ làm gì? Rồi tôi sẽ được gì? Cái gì? Nè, bà nên nhớ, tôi là của ba Như Ý, là đệ nhất thanh lịch của cái Sài Gòn này. Chắc chắn không bao giờ để bà thiệt thòi rồi. Đệ nhất thanh lịch Sài Gòn à? Ừ. Bây giờ là năm 2017, chứ không phải thập niên 60. Mẹ. Tôi á, thì tôi muốn giúp cô rồi đó. Nhưng cô cần gặp một người này. Để che nắc rối, cô đừng nói cô đến từ năm 1969. Helen là người duy hết tài chính trong nhà. Chỉ một hạng mang là không ai ký giấy bảo lãnh đâu. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Đây đó hả? Xin giới thiệu, đây là đệ nhất thanh lịch Sài Gòn. Gắm vintage mới chịu. Trời ơi, còn theo chim theo cò nữa. Xong thêm một ký xin xe hạt lựu đi. Để giảm tải bớt hóa đơn tiền điện.
con phụng mà kêu con chiên con cò. Con phụng đời nhà Trần gắm phường nhược công, chỉ theo làng trúc các cấp bê hiệu thanh nữ đã đổ mắt thật. Cô! Oh my god! Gì vậy? Sắp có show coi. Nghĩa ở đây nha, tôi đi trước, chịu tôi đón. Quýt lắm. Anh Hiển, chị ba đang lên. Sao sáng đi họp trường mới qua? Hey, ai đây? Di tích khảo cổ. Hú hồn. Theo phụng mới chịu. Mấy cưng, mấy cưng. Khoe những cái cần khoe, che những cái cần che nha. Cường thì không cần lật mép, còn muốn lật nếp lỗi chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một, dùng nhung khôi đu roi cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi. Dạ em sẽ nói anh Hiển làm lại liền. Vậy còn cái đầm cho hoa khôi Ngọc Minh thì sao chị? Nói nó nghỉ đóng phim, ra mà mở tiệm bánh bột lọc luôn đi, chứ không có nới eo nữa, mất hết form. Lấy Swarovski nhuyễn, đi theo gân rong biển, không lấy vẻ bạc. Còn nếu mà nó không chịu nữa thì mời ra thẳng chợ An Đông, mua tặng cho nó cái quả cầu disco, khuyến mãi luôn mấy cục biên tiểu đó nha. Tại sao là cục biên tiểu chị 223? Vậy thì cô nên nghĩ làm, đi theo con nhỏ đó xoáy quả cầu disco giùm nó luôn đi. Dạ em hiểu rồi. Không mẹ bạc bị quên, chị có Harper Plaza Dinner. Cancel. Nhưng mà chị có giải nhà thiết kế của năm. Cancel. Ok, Lý sẽ đi thay chị. Vậy còn tiệc tối ở đại sứ quán. Cancel. Baby Dana cancel. Để vào 9 giờ. Không biết Fashion Week này celeb huyền thoại muốn mặc đồ gì của nhà Helen đây ta. 9 giờ tối chủ nhật là họ sẽ báo cho mình biết liền. Còn đây là layout của photoshoot ngày hôm nay. Còn cái layout nào hữu tình hơn nữa không cô Ngọc? Đồ da phơm đứng cầu vai đinh tán chặt gọn hét ra lửa. Mà cô cho một em bánh bèo đứng cái dạng bông bụp mà coi được hả? À nhưng mà em thấy vậy nó mới tương phản. Dạ, em sẽ nói anh Vincent làm lại cho chị. Cái gì đây? Anh Tuấn nhận đến đó chị. Bỏ học kiến trúc rồi về làm cho con người ta có bầu nữa hả? À không, cái này làm mẹ chị kêu dẫn sang. À, lại là cái bà già An Khánh đó nữa. Bây giờ tới căn nhà cũng sắp mất luôn rồi. Chắc bà con họ hàng gì của bà hả? Cô cần gì ở đây? Tôi vừa gặp bà Thanh Loan, bà hứa là sẽ giữ lại căn nhà. Rồi kêu tôi qua đây gặp cô. Còn làm gì, không biết. Chỗ này là chỗ làm ăn, chứ không phải chỗ làm từ thiện. Bao nhiêu năm qua mẹ tôi nuôi bạn Khánh đủ rồi. Chứ cô nghĩ đi, nguyên một cái văn phòng như vậy, có còn cần một bà già lên giùm mấy cái đầm cũ rích đó nữa. Nung nung nung. Tôi khác với bạn Khánh, tôi là một nhà thiết kế chứ phải là thợ may. Ý chang bạn Khánh, nhà may thanh nữ sản xuất hàng loạt hay gì? Chắc các người cũng đã từng nghe đến cái tên Mademoiselle Như Ý rồi chứ gì? Mademoiselle Như Ý? Oui, Mademoiselle Như Ý. Nè, nếu tôi chứng minh được điều đó, phải giữ lại căn nhà. Được, vậy thì cô thử phối vài thứ, rồi trình bày concept, để tôi coi trình độ của cô tới đâu. Concept là gì? Concept thời trang, ý tưởng phối đồ. Cô biết đó là gì hả? Mấy đứa, phối đồ. Cô 15 phút. Nữ, 25 tuổi, tính tình phóng khoáng, photocopy 3 kiểu, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò lãng mạn, kèm thuyết trình concept.
Sizzulim. Đâm vào quyền lực nam tính gọn ghẽ tối giản, nhưng vẫn điều phụ kiện gây chú ý một cách nhỏ nhẹ. Đàn bà phá cách, sống nay không kể ngày mai, phong cách hippie, không lệ thói, không cấu trúc, yêu thiên nhiên, giải dệt tự nhiên, mềm mỏng. Còn đàn bà thành thị, sống ở tân thời, nhanh năng động, vải in, họa tiết, pop art, phụ kiện to cá tính. Chị Julie. Miuccia Prada năm 85 đã làm cuộc cách mạng với chị ít bé túi, tốt. Thời hiện đại bây giờ người ta chuộng dùng quýt to, ôm hết vũ trụ. Phụ nữ hiện đại đi làm cả ngày cần nguyên cái vũ trụ đi theo. Bây giờ còn ai ra đường với mấy cái quách nhỏ xíu này nữa. Đường cái điện thoại còn không vừa. Tom Ford Skinny Satin cho Gucci năm 94. Cho móc cho lúc thêm một vài phụ kiện năm 2017 cho hợp thời. Định boho hả? Boho bây giờ đã đi vào thành thị rồi chứ đâu còn lang thang ngoài đồng cỏ nữa. Sexy, phóng khoáng. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent? Cũng là boho nữa hả? Yves Saint Laurent mất năm 2008. Cái giám đốc sáng tạo đời sau đã thổi vào một làng hơi hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều. Hay là tình tứ bánh bèo địa trung hải kiểu Dolce & Gabbana. Khoan, Dolce & Gabbana là ai? Thành lập năm 85. Chắc lúc đó cô chưa sinh ra đời đâu hả? Bia Vogue năm 65, pop art. Xưa rồi. Bây giờ người ta dùng bảng màu nhu và hiện đại như kiểu Armani, Gucci, phụ kiện bằng vài cái bling bling nhỏ nhẹ một chút xíu thôi. Gucci là cái nhà mà làm giày với Vinh đúng không? Giờ cũng làm đồ nữa hả? Armani thành lập năm 75, còn Gucci thì sau gần cả trăm năm làm đồ phụ kiện. Các nhà đầu tư đã cho thiết kế quần áo rồi cô ơi. Cô ở đâu trong suốt mấy chục năm lịch sử thời trang của người ta vậy? Cô có phải là nhà thiết kế thời trang không? Tôi sẽ giữ lại căn nhà cho cô, nhưng cô phải ở lại đây làm công trừ nợ. Vậy thì tôi sẽ làm trợ lý cho cô. Cô nói gì? Vậy thì tôi sẽ làm trợ lý cho cô. Từ từ, cô còn nhiều thứ phải học lắm. Nói về công ty là nơi làm việc, nói về cô lao công là nói về công lao của cô ấy đã bao ra những dòng bà muốn làm gì? Nói về cô không có gì để nói, nhưng nói về cô Helen, cô ấy là một người cực kỳ khó tính. Thí dụ như cái toilet này, cô phải thường xuyên lau chùi toilet 2 ngày 1 lần, không 2 lần 1 ngày, không 2 tiếng 1 lần. Nghe đây, bồn cầu, bồn nước, cửa trước, cửa sau, chỗ rửa tay, chỗ hơi tay, chỗ lau tay, xà bông ướt, xà bông khô, xà bông nước, khăn giấy, khăn khô, khăn giải. Trời. Không khí khô quá. Cái con bé này. Làm đi. Cô ơi, cô An Khánh ơi. Cô tủ treo qua vậy. Sao à? Con Thanh Loan dẹp tiệm chưa? Mà dẹp tiệm thì có. Cái tiệm thanh nữ này bà cũng dẹp. Rồi đến cái nhà của má bà cũng dẹp. Bà dẹp hết rồi còn gì nữa? Dẹp thì dẹp. Tao vẫn sống khỏe. Bà sống khỏe hả? Bà sống khỏe bằng lòng thương hại của con Thanh Loan đó. Sống khỏe quá ha. Tới bữa nay mày cũng chửi tao. Cũng giống như tự lấy cái tay của mình à, đập vô cái mặt mình thôi. Đời đúng là chó. Gì? Ôi. Má, tại sao con lại ở đây?
đưa con về đi má. Cô không muốn nhìn thấy cái tương lai tồi tệ đi thêm nữa đâu. Má ơi. Tôi không biết làm sao cô có thể từ năm 1969 đến được đây. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng là chỉ có cô mới có thể giúp được cô An Khánh làm lại được cuộc đời. Con có biết má tôi từng nói với tôi, núi cao còn núi núi cao hơn. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấm thía được câu nói đó. Hay là tất cả những gì mà tôi ao ước từ trước tới giờ. Nếu như cô cần tôi giúp, tôi sẽ luôn sẵn sàng. Đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết nó. Cái gù gì đâu mà gù lạ gù lùng. Đi mần ruộng về hay sao á. Ủa, có bắt được cái nào không? Chị bà tôi. Lạnh lùng, có cá tính. Làm việc đi. Làm gì trước? Bây giờ này còn hỏi tôi. Vô xếp gọn gàng mấy cái đống này lại nè. Nhìn lên. Mẹ, nhanh tay vô đi. Kệ mai đã canh, vô mai đã canh. Gói ra gói, giải ra giải, móc ra móc. Máng cho đàng hoàng đi, tôi máng cô lên đó luôn bây giờ. Nhăn nhăn không, nhăn nhăn không, nhăn cho khăn vô mặt giờ. Toàn những món mình thích không đó. Dạo này không có tui chai nữa hả? Được. Thứ gì mà mặn vậy? Thì tao đâu phải đầu bếp của nhà hàng Đồng Khánh đâu. Ráng kiếm tiền đi, mai mốt mướn ô xin. Ô xin là gì? Ô xin là ở đợ, là trong một bộ phim truyền hình 1.500 tập. Thôi mà, ăn đi. Bộ Helen đang là đệ nhất thanh lịch Sài Gòn này hả? Không phải là đệ nhất thanh lịch mà là nhà thiết kế quyền lực nhất bây giờ. Nó đi học ở Tây về, nó được mấy cái giải quần gì đó, giải quèn gì đó, rồi siêu sao vậy. Nhưng mà ta thấy con nhỏ này dặn vừa thôi, chứ không phải là dặn rộng. Hẹn gì xí xa xí sọn với mình. Nhưng mà mấy cái mẫu thiết kế của con Helen á, toàn là celeb thứ dữ bận không đó. Celeb là gì? Là những người nổi tiếng á. Giống như Madame Hân ngày trước á, bà mà mặc đồ của ai á, là người đó lên luôn á. Vậy bây giờ ai đang là đệ nhất celeb? Sao tao biết được? Tao đâu có đọc nhiều. Nhưng mà con Helen nó thiết kế đồ cho người nào mặc là người đó là đệ nhất celeb. Người bình thường á, nó không có lên đồ cho mặc đâu. Tao thấy trứng ngon mà, đâu có mặn gì đâu. Nó chỉ bị lẫn với cái vỏ trứng thôi. Nè cú con nè. Sale gì sáng cho coi vậy? Sale gì? Selfie á hả? Trời, chụp đẹp quá vậy. Tôi cho Nhi coi này. Đây là Google, công cụ tìm kiếm.
Như ý có thể tìm bất cứ thứ gì trên đây. Bất cứ thứ gì? Yes. Ê, có cái nón chấm bi á, tôi bị mất ở 567 á, tìm được không? Dĩ nhiên là không được, nhưng mà Như ý có thể tìm kiếm nhiều thứ mà đến tương tự như vậy. Nón chấm bi đúng không? Nón chấm bi. Trời ơi. Ê, Tâm Phong có không? Dễ hẹp. Tôi bắt đầu thấy thích năm 2017 như thế đó. Cứ mày gối đầu đi. Trend mùa này chỉ vòng vòng mấy thứ thập niên 60 thôi. Có biết còn mấy ngày nữa là deadline không? 7 ngày. 7 ngày 40 mẫu. Đây, bông nhuyễn, phơm rũ, thả hết chân váy. Balenciaga, Chloe. Nhà Phương Hà làm rồi. Vậy thì Polka Dots, Princess Cooler, Sonia Rykiel, Print, vải in, Gucci, Prada, Miu Miu. Nguyên chắc Vũ cũng làm rồi. Courage, Dior, Paco Rabanne, chinh phục mặt trăng. Cái này không ai làm ở Việt Nam hết á. Vì có ai mặc nổi đâu mà làm. Vậy thì chúng ta còn gì? Còn mỗi Polka Dots. Mà Polka Dots thì cần cái gì? Mẫu in, nhiều version màu, đúng form, đúng giải. Chấm hết tất cả các pencil màu đem vô đây cho tôi. Nhưng mà ngày mai khách hàng tới rồi. Tôi không cần biết. Sáng mai tôi muốn thấy cái gì mới lạ. Nếu không thì đừng có mất công diện đồ đi làm nữa nha. Thập niên 60 đâu phải thế mạnh của mình đâu. Cô chưa về nữa hả? Tôi nghĩ là đâu nhất thiết em phải tập trung hết vào Polka Dot. Vẫn có thể bung ra các nhánh khác của thập niên 60 mà. Như là bi bà nè, mốt nè, hippie nè. Miễn sao giữ lại được cái palette màu chuẩn của cả bộ sưu tập là được rồi. Nhưng mà... biết rồi. Cái thời đại này không thích bóp ạt sặc sỡ chứ gì. Vậy thì mình sẽ làm dịu dịu retro. Cô mà cũng biết vẽ thời trang nữa. Đây, đủ cho ngày mai chưa? Si vous voulez faire? Oh, pardon. Anh thích chứ? Anh Hiển, chị Helen đang làm đồ cho ai? Dạ, ai đang là đệ nhất celeb Sài Gòn vậy? Trang Ngô á. Ở Sài Gòn này Trang Ngô là celeb quyền lực nhất. Bao nhiêu năm nay đều mặc đồ của Helen hết. Love to see you again. We're getting ready for this morning. We have a very great collection to show you guys this morning. That's good. Please come. Kính thưa quý vị, đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty chúng tôi, được lấy ý tưởng từ những trang phục thập niên 60. Còn đây là những thiết kế của bộ sưu tập này. Như quý vị đang thấy thì đây là một trong những phong cách rất là nổi bật của những năm 60. Còn như ý thiết kế phải không? Tôi không thể làm một mình trong đêm được.
Như Ý đã là người giúp tôi, bởi vì không còn cách nào khác. Sáng nay nhà đầu tư tới rồi, mình cần phải trình bày bộ sưu tập mới nữa. Quý vị, cô Như Ý, tác giả của bộ sưu tập lần này. Nói về thập niên 60 sôi động và phá phách, London đã xuất khẩu âm nhạc và thời trang đi khắp thế giới, nên hầu như tất cả mọi người đều tập trung vào mốt chic rất thành thị và rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn có những làn sóng ngầm mà chỉ có những tín đồ thời trang thực thụ của thập niên 60 mới có thể nắm bắt được, tiêu biểu như bản in ốp ạt nghệ thuật thị giác hay những chiếc quần ống chuông bell bottom được xuất hiện vào cuối thập niên 60. Bản in đánh lừa thị giác với những khối hình học sắp xếp một cách hỗn độn nhưng đầy chủ đích, kết hợp với màu sắc đầy mạnh mẽ và nghệ thuật. Những chiếc quần ống chuông bell bottom hay ngày nay còn được gọi là quần ống loe được đổi lên từ đại nhạc hội Woodstock. Những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này của chúng tôi được kết hợp từ bell bottom và up act với những chi tiết được cập nhật để phù hợp hơn với người Việt mà không một nhãn hàng thời trang nào có thể đụng được. Good. It's very good. Great job. Và đó cũng chính là thông điệp mới của nhà Helen cho mùa mốt xuân hè 2017. Một sự về nguồn đầy ngoạn mục nhưng vẫn mang một hơi thở của thời đại mới. Bộ sưu tập này sẽ ra hàng loạt tại 36 chuỗi cửa hàng. Absolutely. Thank you. Vậy chừng nào chúng ta ký được hợp đồng? Ủa sao hôm nay về sớm vậy? Thì hết việc rồi về. Chị mà hết việc thì chắc công ty này cũng đóng cửa. Tối ngày toàn chui đầu với mấy cái thứ quá khứ, lông bông chụp chẹt. Lo mà tập trung làm ăn đi nha. Tao ngán phải nuôi cơm mày rồi đó. Đang yêu nhỏ này hả? Không có, chụp chơi thôi. Chị lấy đâu ra tấm hình này vậy? Đây là bà ngoại, đây là mẹ, đây là bà Anh Khánh, còn con Như Ý là ai? Như Ý chắc là bà con dĩ của Anh Khánh. Sao nó giống bà y chang vậy? Thì bà con thì phải giống nhau thôi. Chị hỏi gì kỳ vậy? Nó từ nước ngoài về hả? Thấy cái kiểu cách lạ lạ. Không biết, nhưng mà cô này giỏi. Chứ chị mẹ không giỏi hả? Chị dụ duyên quá. Chị hết chuyện là chị đi so sánh chị với cổ. Cả hai người đều giỏi được chưa? Tao không hiểu tại sao mẹ lại bắt con Như Ý qua chỗ tao làm. Cỡ nó đâu phải làm mốt xin. Hay là giữ nó ở lại tiệm Thanh Loan của mẹ chẳng hạn. Lương ở đó cũng cao, gu xưa xưa, mẹ thích. Cô không có biết may áo dài. Cô không có thích thiết kế áo dài. Chuyện với ông
Toronto xong, ông nói thiết kế của bà đợt này là phá kỷ lục rồi đó, nghe chưa? Thank you. À, bà Trang Ngô bận mỗi thiết kế của bà đó. Trời ơi, bây giờ cả thành phái rồi. Tất cả các con nhỏ trong văn phòng đều copy copy và bạn tháng xuân sao? Bà công nhận nha, ở đâu tìm ra một đứa lính mà tài giỏi vậy? Cảm ơn bà nha. Nói cho bà biết, như ý của bên tôi còn giỏi hơn như vậy nữa. Cổ là đệ nhất áo dài từ xưa tới giờ. Mày áo dài đẹp lắm. Really? Ừ. Vậy như ý là ai? Mẹ tôi đưa qua. À, là người quen của mẹ bà chứ không phải là lính của bà hả? Ừ. Có khi nào mày muốn có xoán ngồi không? Nói giỡn thôi mà căng như vậy. Nghĩ làm sao cả cái thành phố này ai dám xoán ngôi bà được. Tất nhiên. Nói cho bà biết nha, mùa này thế giới quay lại mốt thập niên 60, cũng là thời hoàng kim của áo dài. Bà Trang Ngô của Baby mà mặc áo dài của Như Ý thiết kế chắc chắn sẽ lại dẫn đầu xu hướng cho coi. You sure? Mọi chuyện đều nghe bà hết. Mà nhớ, tôi cũng phải có một bộ nữa chưa? Mãi yêu. Cấp Baby ăn mừng tháng lương đầu tiên. Vô. Dạ. Vô. Vô. Áo dài. Áo dài. Đây là cơ hội của cô. Cố gắng nắm bắt nha. Trời, tự nhiên bây giờ bắt may áo dài. Một bộ sưu tập áo dài. Thôi Như Ý đừng quá lo lắng. Tuấn tin là Như Ý sẽ làm được mà. Không xưởng may, không tổ thiết kế. Làm mà làm sao? Hay Linh không cho hả? À, hay là Như Ý qua gặp mẹ của Tuấn đi. Mẹ Tuấn là chùm may áo dài Sài Gòn này mà. Đâu phải lúc khó khăn nào cũng lót xác qua gặp mẹ cậu. À, đây là cách mà cậu giải quyết mỗi khi gặp khó khăn đúng không? Là về nhà, bám váy mẹ hả? Nè, Tuấn chỉ đang tìm ra hướng giải quyết thôi. Bởi vì thực ra đây một phần là lỗi của Tuấn. Gì? Sao lỗi của cậu? Hôm trước Tuấn lỡ nói với chị Helen là Như Ý không biết may áo dài. Tôi không nghĩ là Helen đã dùng điều đó để làm việc này. Dừng lại. Dừng xe lại. Như Ý, nghe Tuấn nói đã. Dừng xe lại, lại lên. Dừng xe lại cho. Như Ý. Dừng lại đi. Cậu mới nói gì? Nghe Tuấn giải thích đã. Rồi đó là cách mà cậu gọi là giúp tôi hả? Không phải như Như Ý nghĩ đâu. Đồ giả tạo. Thanh Loan và cả gia đình cậu đều muốn thấy tôi thất bại chứ gì? Như Ý, cái người làm được rồi đó. Như Ý, áo dài. Quỳ, áo dài. Ô là la. Biết thế nào cũng nói ô là la. Nè, đây là mấy cái mẫu mà tôi nghĩ ra. Giờ bà may đi. Nhớ may cho đúng kiểu may truyền thống của nhà may Thanh Nữ nghe. Thôi thôi. Tự dưng đi làm không công cho con Helen. Bà nghĩ sao mà không công? Bà có biết á là tôi tiếp cận được với Trang Ngô rồi không? Mà Trang Ngô rất là nổi tiếng. Nổi tiếng thì chắc chắn là cái nhà may Thanh Nữ này sẽ được phục dựng. Hiểu không? Mày hay quá à. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai. Chả lẽ con Helen nó không hỏi má nó? Con Thanh Loan á, bây giờ là đệ nhất áo dài Sài Gòn. Nó còn là truyền nhân của nhà may Thanh Nữ nữa. Chứ bà là cái gì? Bà mới là con của má mà. Mới là truyền nhân chính thức của cái nhà này. Nhưng mà má chết trước khi tao kịp mặc mấy áo dài. Khoai giáp. Thì bởi mày ghét áo dài thì tao cũng phải ghét áo dài chứ. Đồ Tây thì tao may được chút chút. Con Thanh Loan thường xuyên đem qua đây nhờ tao may giùm đồ cho Helen đó. Mày giùm đồ Helen hả? Ừ. Bà vẫn chưa biết là bà ăn tiền bố thí của con Thanh Loan. Đồ của bà Helen nó cần không? Nó quăng ở trong một đống nhà kho kìa.
Có muốn đi coi không? Tôi thất vọng về bà lắm. Nếu tôi mà là bà, tôi đi tự tử là đúng rồi. Làm gì? Thì mày biểu tao đi chết. Bây giờ tao chết cho mày vừa lòng. Muốn thì kiếm chỗ khác cho khuất mắt tôi. Mày nhìn nguyên cái nhà này đi. Còn chỗ nào để cho tao thắt cổ không? Đồ vô dụng. Cái áo dài cũng may được. Cái tiệm may thanh nữ này cũng làm mất. Cái nhà cũng bị xiết. Giờ muốn chết cũng chết được nữa. Mày dám nói với tao như vậy hả? Đó không phải là lỗi của tao. Lỗi là của mày. Mày không chịu học may áo dài. Mày cãi lời má. Mày ngang ngược. Mày sất sược. Mày hung tợn với tất cả mọi người. Cho nên bây giờ tao mới ra nông nổi nè. Bà im đi. Mày im đi á. Cái nhà này suy sụp là do bà. Chính bà. Chính bà phá nát cái tiệm may thanh nữ này. Bà rượu chè bê tha. Mà đập nát hết cả cuộc đời của má. Má chết là do bà. À, là lỗi của tao. Đúng. It's my fault. Tao làm mất nhà. Tao làm mất tiệm. Tao không nghe lời má. Tao là một đứa thất bại. Mày nói tiếp đi. Nhưng mà mày nên nhớ, mày là tao. Mày không thích áo dài. Mày ghét nó mà. Mày cố gắng làm cái gì? Mày xé đi. Mày xé đi. Cội nguồn của cái nhà này mày không trân trọng. Bản thân mày, mày cũng không coi ra cái gì mà. Tôi ghét áo dài. Lúc tôi căm thù đó nó kìa. Tôi không thể nào may được cái áo dài. Nhưng mà tôi còn biết cố gắng thay đổi bản thân mình. Còn bà, bà chỉ là một kẻ bỏ đi. Dưới, dưới, nghe tôi nói nè. Về đi, tôi không còn ai quan tâm hết. Dưới.
Tuấn chưa bao giờ, chưa bao giờ có ý định làm hại Như Ý cả. Mất hết rồi. Ngay cả bản thân tôi cũng giúp được mình nữa. Thật ra Quang Khánh không phải là người thất bại như là Như Ý nghĩ đâu. Hồi năm 73, cô cứ mong tìm Âu Phục. Vì do không hợp thời, nên khách quen cũng dần bỏ đi. Thương hiệu bị dần trôi và quên lãng. Cô bắt đầu suy sụp tinh thần từ đó. Cô chối bỏ thương hiệu Như Ý, đổi tên mình thành An Khánh. Chối bỏ chính mình, mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đỉnh điểm là mất luôn căn nhà như là Như Ý thấy đó. Sao bà ra nông nổi đó? Sau đó mẹ Tuấn mở tiệm Mai Thanh Loan, rồi tự xưng là truyền nhân của nhà Mai Thanh Nữ. Điều đó vô tình đắm lên lòng tự ái của cô. Cô không nhận sự giúp đỡ của mẹ Tuấn nữa, tự đẩy mình vào cuộc sống cô độc hơn. Sao cậu biết nhiều chuyện vậy? Mẹ Tuấn nói tôi biết. Mẹ nói cô là một người rất là may mắn, bởi vì vừa sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống mà vừa tài năng. Bộ sưu tập áo dài đó là cơ hội duy nhất để tôi phục dựng lại nhà Mai Thanh Nữ. Mà giấc mơ đó nó cũng sắp bị lụi tàn. Cô tưởng bảo cô không phải là An Khánh mà, Như Ý mà Tuấn biết dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Chị mới chịu đến gặp em. Tôi bậy quá Thanh Loan à. Tôi ước gì mình có thể làm được một điều gì đó để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Nhưng mà không biết là có muộn quá hay không. Chị làm cái gì vậy? Tôi xin cô hãy cho phép tôi được nhận cô làm thầy. Hãy dạy lại tôi mái áo dài của nhà Mai Thanh Nữ, từ truyền nhân đích thực của má. Chị đứng lên đi. Chị đừng có làm như vậy mà má buồn. Chính chị mới là truyền nhân của nhà Mai Thanh Nữ. Em chỉ là người giữ lửa dùng cho chị thôi. Má! Má sao vậy má? Má, má bị bệnh, sao không nói cho tụi con biết? Không, con hãy gìn giữ bí kíp của nhà Mai Thanh Nữ. Dạ. Rồi đợi ngày con Như Ý nó hồi tỉnh, rồi con dạy lại cho nó nha con. Má, phải nhớ áo dài là quyển cũ, là cái gốc của cái nhà này nha con. Dạ. Má.
Em chỉ đợi câu nói này của chị. Chỉ cần chị hồi tâm chuyển ý, em sẽ trao lại bí kíp của má để chị phục dựng lại nhà máy Thanh Nữ. Thanh Loan, hãy dạy lại, dạy lại cho tôi mái áo dài của má. Nhà có thể mất được, nhưng nghiệp của má tôi phải giữ. Hãy giúp tôi nha. Như ý, má biết con chưa bao giờ coi trọng cái áo dài, nhưng nó chính là nguồn cội của gia đình mình suốt 9 đời qua, là linh hồn của nhà may Thanh Nữ. Má mong rằng một ngày nào đó con yêu tà áo dài và thay má tiếp tục hành trình này. Khánh, bà đi đâu vậy? Tôi lo cho bà lắm á. Mày còn quan tâm tới tao nữa sao? Mình nói chuyện nha. Tao với mày không còn gì để nói nữa. Con, bà cho tôi nói chuyện thêm một lần nữa thôi. Tôi biết là tôi hơi háo thắng, tôi đổ hết lỗi cho bà là tôi sai. Tôi cũng biết là tôi chưa hiểu hết được câu chuyện của bà. Tôi xin lỗi. Bà phải giúp cho tôi. Mình phải cùng nhau chung tay lại để nắm lấy cơ hội lần này. Mình không thể nào thua cuộc được nữa. Đi lại đây. Nè, nhìn đi, bà cũng muốn giúp tôi mà. Bà cũng muốn thoát khỏi cái cảnh này mà. Tao không thể giúp mày được đâu. Nhưng mà cái này thì được. Một chiếc áo dài hoàn chỉnh phải qua 5 giai đoạn: đo, cắt, ráp, luôn vải, kết nút và ủi. Khâu nào cũng quan trọng hết. Tất cả đều phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn, may ra cái áo dài mới đẹp. Người đo phải tinh ý gia giảm cho phù hợp thể trạng người mặc, còn người cắt phải ăn ý với người đo. Khâu cắt còn gọi là xếp tà. Áo dài có đẹp hay không còn phụ thuộc vào lúc canh chỉ, nhất là canh 4 tà trước sau. Đến là các khâu viền cổ, viền tà, viền tay, đường viền phải nhuyễn, áo dài mới đẹp. Thợ cắt phải canh sao cho đúng thì tà mới úp mông, không bị giặt. Xong rập nào phải ủi ngay rập đó cho thẳng nếp, lúc ráp áo sẽ thẳng thớm hơn. Khâu luôn vải, kết nút, đây là khâu tuy dễ mà khó. Nút muốn kết cho đẹp thì sợi chỉ phải trải đều, không được dồn cục, chiếc áo may ra mới sắc sảo được.
Tôi lấy cảm hứng từ những viên gạch bông trong nhà của má, căn nhà mà tôi đã lớn lên, kết hợp cùng với những dãy màu neon trong những lần đi chơi với Tuấn. Đang xen giữa 1969 và 2017 cũng là hành trình yêu áo dài của tôi. Trời ơi, mẫu thiết kế nào cũng đẹp hết trơn, càng ngồi chắc sẽ khó chọn lựa lắm đây. Đáng để chờ đợi đấy. Helen, con nhớ phải đặc biệt giới thiệu Như Ý là nhà thiết kế chính trong bộ sưu tập này nghe con. Dạ mẹ. Trường tựa cánh chim câu đẹp xiết bao, quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu. Dù ở đâu, Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Team thiết kế Helen. Cảm ơn. Helen, tại sao chị làm như vậy? Tại sao không? Bộ sưu tập tất cả là của Như Ý, chị không có quyền cướp nó đi. Cướp? Mày coi lại từ ngữ của mày đi. Mày nên nhớ, Như Ý là nhân viên của chị, bộ sưu tập của nó cũng là tài sản của nhà Helen. Chị nói vậy mà nghe được hả? Thời gian tâm sự tình xưa nghĩa cũ đã hết rồi, bây giờ là lúc nói chuyện kinh doanh. Mọi thứ đều sòng phẳng, bộ sưu tập thuộc về công ty, Như Ý giữ lại được căn nhà. Chị nghĩ Như Ý làm tất cả chỉ vì căn nhà sao? Cái cô ấy muốn chính là một cơ hội cho nhà Thanh Nữ được xướng tên lên với tất cả các niềm tự hào. Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương. Mày cứ đợi đó đi, khi nào xong hết mọi chuyện chị với mày sẽ nói về những cái chủ đề cao cả hơn. Helen, chị nhớ lại đi, cái ngày đầu tiên mà chị đứng trên sân khấu và được làm nhà thiết kế chính, nó có ý nghĩa như thế nào đối với chị? Helen, chị đừng làm trái với lương tâm của mình. Đang nghe từng bước chân em
Thưa quý vị, xin phép được giới thiệu nhà thiết kế chính của chúng ta. Như Ý. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thật sự là tôi đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đứng trên cái sàn diễn thời trang này và nói về áo dài. Đối với bản thân tôi, áo dài là một cái gì đó nó rất là cũ kỹ và không thể nào sáng tạo thêm được. Nhưng mà má tôi đã chứng minh điều tôi nghĩ là sai. Khi xã hội phát triển thì những cái gọi là nguồn cội hay gốc rễ nó cũng sẽ năng động và tiến bộ theo. Áo dài chính là nguồn cội đó. Khi hiểu được tinh túy của áo dài, tôi đã làm mới nó theo cách riêng của mình. Và tôi bắt đầu biết yêu áo dài. Trong chuyến hành trình đi tìm lại nguồn cội của chiếc áo dài, tôi đã tìm lại được tình cảm gia đình. Tìm thêm được một tình bạn cùng lứa. Và điều quan trọng nhất đó là tìm lại chính mình. Và tôi muốn dành một lời cảm ơn đến cho một người. Nếu không có người đó, chắc chắn show diễn ngày hôm nay sẽ không thể nào thành công. Đó chính là Helen. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội ngày hôm nay. Và một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, đó chính là tôi đã biết may áo dài rồi.